Theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU, bưởi da xanh phải đáp ứng đầy đủ 3 yếu tố. Thứ nhất, về hình thức bưởi phải còn xanh tươi, về bề ngoài nguyên vẹn. Thứ hai, về chất lượng, các nước EU và Mỹ rất chú trọng về chất lượng an toàn thực phẩm. Vì vậy, bưởi phải đảm bảo trồng theo tiêu chuẩn quốc tế và phải được kiểm soát quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản bưởi. Thứ ba, về đóng gói, bưởi da xanh sẽ được đóng gói trong các túi lưới nhựa riêng biệt, sau đó xếp vào thùng cát tông đựng bưởi xuất khẩu. Là một mắt xích quan trọng để hướng tới xuất khẩu bưởi da xanh ra thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp, công ty túi lưới nhựa chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển dòng túi lưới được làm từ nhựa nguyên sinh PE, hoàn toàn không chứa chất độc hại. Sản phẩm đã được cấp giấy kiểm nghiệm an toàn dùng trong đóng gói thực phẩm